Đây nhá, thì đây sẽ là ba mẫu camera Evit được bán chạy nhất cũng như là đáng tiền mua nhất trong năm 2024. Mã đầu tiên nhà mình sẽ là mã camera Evit C6L. Con này nhà mình sẽ là chân hình ảnh Full HD 1080. Đấy, có xoay 360 độ này. Đấy, có đàn thoại hai chiều nhá, theo dõi chuyển động. Đấy, đều có luôn. Đấy, con này nhà mình sẽ là một mã giá rẻ nhá, C6L. Mã thứ hai nhà mình thì sẽ là mã nổi trội hơn, đó chính là mã H6C Pro phiên bản 2K cộng 4M. Đây sẽ là bản cao nhất của dòng camera trong nhà, camera Evit nha. Đấy, chất hình ảnh là 2K cộng này, đàm tọa 2 chiều. Và đặc biệt hơn nhá, các bạn lưu ý mình này, là con này nhà mình thì quay đêm có màu siêu sắc nét luôn. Quay đêm có màu siêu sắc nét nha. Đấy, có gọi một chạm đây. Đấy, cũng là xoay 360 độ nha. Đấy, và cam nhà mình thì sẽ là cam chính hãng 100% nhá. Cam chính hãng khác với cả hàng trôi nổi như nào? Thứ nhất là hàng chính hãng nhà mình thì sẽ được bảo hành toàn quốc trong vòng là 2 năm. Đấy, và bảo hành nhà mình sẽ là bảo hành đổi mới nhá. Lỗi trong vòng 2 năm mình sẽ đổi mới cho các bạn. Đấy, đó sẽ là cái hàng và cái quyền lợi của hàng chính hãng nhá. Đấy. Và mẫu thứ ba là mình sẽ là mẫu cam ngoài trời nhá. Đây sẽ là mã H8C, chất hình ảnh là Full HD 1080 này. Đấy. Nếu mà các bạn đang muốn sử dụng một chiếc camera có thể chịu nắng, chịu mưa và có thể xoay chiều thì đây sẽ là một sản phẩm camera cực kỳ hợp lý, đó chính là mã H8C. Đấy, giá thành vừa phải, đấy, chịu nắng chịu mưa, chất hình ảnh ổn định và là cam chính hãng nên là khi mà sử dụng thì cực kỳ ok nhá. Đấy, đây sẽ là ba mã sản phẩm đáng tiền mua nhất 2024. Đấy, mẫu nếu như là các bạn muốn sử dụng một chiếc camera chỉ để giám sát trong nhà thôi thì sẽ chọn cho mình mã C6L. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu cao hơn là về chất hình ảnh sắc nét, bắt wifi tốt hơn và đàm thoại hai chiều cũng như là về cái chất lượng ảnh tốt hơn thì có thể sử dụng cho mình cái mã H6C Pro 2K cộng. Đây là phiên bản tốt nhất các bạn nhá, mà là hàng mới nhất. Đấy. Mã thứ ba, nếu các bạn muốn sử dụng cam ngoài trời thì đây sẽ là mã H8C. Đấy. Lựa chọn cho mình H8C nhá. Nhà mình thì bán rất là nhiều loại cam nhưng mà để mà mình lọc ra các mã sản phẩm tốt nhất, đấy, tốt nhất, bền nhất và đặc biệt là ổn định nhất, thì đây sẽ là ba mã sản phẩm mình thấy là ok nhất. Thứ nhất là về giá, cái thứ hai là về chất lượng. Đấy. Thì đây sẽ là ba mã cực kỳ ok nhá. Và cái số hotline để các bạn mua hàng sẽ là 0395 838 345. Đấy, đây sẽ số lô hotline để các bạn có thể là mua hàng trực tiếp ở nhà mình cũng như là bên mình thì có gửi ship toàn quốc cho các bạn. Nhận hàng các bạn đều được kiểm tra này, các bạn được bóc hàng ra và được test hàng, thử hàng thoải mái trước khi thanh toán nhá. Đấy, ok. Rồi bây giờ mình sẽ bóc sản phẩm ra nhá. Đây thì mình sẽ bóc con siêu led này đi. Đấy, mình sẽ bóc con siêu led. Thứ nhất khi mình bóc ra nhá thì mình sẽ hướng dẫn sử dụng, đồng thời mình sẽ test sản phẩm thực tế luôn nhá. Đây, khi mở ra bạn thấy không? Đây sẽ là một thư cảm ơn của nhà Evit, hàng chính hãng bạn nhá. Tất cả đều có mã QR đầy đủ luôn. Ở bên sườn này của nó đây, nó cũng có đầy đủ như là các cái chức năng InMay cái thứ này, thấy không? InMay các thứ đầy đủ luôn nhá, hay InMay đây. Hàng chính hãng nên là làm rất là tỉ mỉ nhá. Bên trong hộp phụ kiện đây, đây sẽ là hộp phụ kiện này. Và đây sẽ là một chiếc camera. Đấy. Như các bạn thấy ấy, đấy, hàng chính hãng nên là bọc các thứ rất là kỹ càng luôn nhá. Đấy, khi sử dụng bóc đây ra. Bóc vào cho mình nhá. Và hộp phụ kiện của nó đây. Mình sẽ mở ra này. Đấy. Khi mở ra đây thì nó sẽ có một cuộn dây này. Đấy, một củ sạc này. Đấy, cuộn dây hay củ sạc nó đều có mã InMay nhá. Đấy. Ok chưa? Hàng chính hãng nên là sử dụng hàng chính hãng nên là các cái phụ kiện rất tỉ mỉ nha. Thư cảm ơn này. Đấy, chúng tôi là Evit Việt Nam nhá. Đây, chuẩn cho bạn luôn. Chân đế này. Đấy. Và bộ phụ kiện ốc vít kèm theo luôn. Đây, các bạn phải bắn lên tường các thứ thoải mái luôn nhá. Đây thì mình sẽ để các phụ kiện ở bên trong nhá. Mình sẽ chủ tập trung vào hướng dẫn sử dụng, đồng thời test sản phẩm cho các bạn thôi. Đó rồi, ok. Con này nhà mình sẽ là chân mới nhá, nó sẽ là chân Type C à. Và khi bạn nhìn đằng sau nhá, nó sẽ có một chân cổng sạc đây. Đấy, cam nhà mình sẽ là cam wifi. Đấy, các bạn có thể bắt wifi. Còn nếu mà các bạn không muốn bắt wifi thì có thể là cắm trực tiếp cổng mạng vào cũng được nhá. Đấy, chân mới luôn nhá, hàng mới về nên là chân mới luôn nhá, chân Type C. Ở dưới sẽ có một mã InMay để hỗ trợ các bạn đăng nhập này. Đấy. Và đây, hàng chính hãng đây. Đấy, gọi một chạm đây. Mắt camera ở đây này. Đấy, quay đêm có màu xoay 360 độ thoải mái luôn. Đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn sử dụng này. Đầu tiên nhá, để sử dụng được chiếc camera Evit này các bạn cần cấp nguồn cho nó. Đó chính là các bạn sẽ cắm cho mình cái củ sạc vào nhá. Đấy, thì đây là bộ phụ kiện đầy đủ nhá. Mình sẽ cắm cái chân sạc khác đi. Đấy, mình sẽ cắm đây. Đó, ok chưa? Khi bạn cắm nhá thì lập tức camera sẽ hoạt động luôn. Đấy, và nó sẽ báo đèn đây nhá. Đấy. Và lập tức nó sẽ tự quay chiều.
Ok, tiếp theo thì bạn sẽ chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại để mình có thể là kết nối và sử dụng thiết bị nhá. Đấy. Ok, các bạn sẽ tải cho mình ứng dụng có tên là Airvit nhá. Ứng dụng Airvit này của nhà mình thì chạy cho tất cả điện thoại cảm ứng luôn, điện thoại nào cũng được. Các bạn mà đang sử dụng iPhone thì sẽ vào App Store như mình đây. Còn nếu mà các bạn mà chạy vào đánh Android thì các bạn sẽ vào cửa hàng Seven Play nhá. Các bạn đều tải chung cho mình ứng dụng là Airvit nhá. E này, Z Vit này. Đấy. Khi tìm kiếm nhá thì đây, như các bạn thấy đây, nó sẽ hiển thị ra một ứng dụng có tên là Airvit đây, các bạn sẽ tải về cho mình nhá. Đấy. Ok, đó. Đây nhá, thì mình đang tải về đây. Airvit nhá. Kể cả khi mà các bạn không biết, kiểu như là các bạn mà chưa biết ứng dụng thì các bạn cứ nhìn tên thương hiệu nhá. Đây tên thương hiệu ở đây, các bạn cứ nhìn tên thương hiệu mà làm theo nhá. Đó, mình đang tải về nhá. Ở đây mình sẽ bắt wifi ở bên trên này đi để cho nó khỏe nhá. Tải cho nhanh. Đấy. Kết nối đây. Ok, mình để đây để tải cho nhanh nhá. Đấy. Trong quá trình chờ đợi nhá. Đấy, thì các bạn có thể là nhìn kỹ cho mình cái tên ứng dụng nhá, Airvit nhá. Hàng chính hãng Airvit lên ứng dụng cũng phải tên là Airvit. Đấy, mạng hơi kém nên là tải hơi chậm một xíu nhá. Đấy. Còn nếu mà các bạn mà mạng khỏe thì tải phát một luôn. Chung là vài giây là các bạn đã tải xong rồi. Ok này. Đây mình sẽ dùng mạng di động đi để tải nó nhanh. Mạng mình đang hơi kém các bạn nhá. Mạng hơi kém nên là tải hơi chậm thì mình sẽ sử dụng mạng di động đi để mình có thể là tải ứng dụng một cách nhanh nhất để hướng dẫn cho bạn một cách nhanh nhất nhá. Hơi chậm. Đấy, mạng lag. Đây trong quá trình chờ đợi thì các bạn nhìn cho mình nhá. Thì mình sẽ ứng dụng vào được. Đó, thì đây, con thì mình sẽ lấy một con điện thoại khác đi. Mình sẽ vào kết nối luôn cho các bạn. Ok này, thì để tránh mất thời gian của các bạn nhá. Thì mình sẽ kết nối bằng cái điện thoại này đi. Điện thoại này đã được tải sẵn ứng dụng rồi. Đấy, khi mà bạn đã tải xong ứng dụng nhá thì các bạn sẽ đăng nhập vào ứng dụng Airvit đây. Các bạn sẽ đăng nhập ứng dụng Airvit nhá. Đấy. Rồi ok thì các bạn sẽ ấn phần thêm thiết bị này và ấn quét mã QR để mình có thể là kết nối với thiết bị nhá. Đấy. Sau đó thì bạn sẽ đưa cho mình cái mặt sau này, bạn đưa vào tầm nhìn của camera này. Đấy. Lập tức sẽ tự động quét mã luôn nhá. Đấy. Và khi mà các bạn quét mã xong nhá thì nó hiển thị như chữ như đây đây, các bạn sẽ ấn vào phần đã bật nguồn thiết bị này, ấn kế tiếp cho mình. Ấn khởi động này. Sau đó thì các bạn sẽ ấn vào phần chữ đèn báo xanh dương đây nhá. Và ấn kế tiếp. Đấy, đến phần mật khẩu nhá thì bạn sẽ chọn cho mình cái tên wifi của nhà các bạn và các bạn sẽ chọn cho mình mật khẩu vào nhá. Sau đó thì các bạn sẽ ấn kế tiếp để mình có thể là kết nối với thiết bị nhá. Đấy, ok chưa? Đó, các bạn chỉ cần làm theo các bước thôi và đặc biệt thì dòng Airvit là nhà mình thì nó sẽ sử dụng hoàn toàn tiếng Việt nên là rất là dễ dùng các bạn nhá. Rất là dễ dùng luôn. Đấy, các bạn có thể ấn sân sau chẳng hạn, rồi ấn kế tiếp. Đấy. Camera lập tức sẽ tự động thông báo cho các bạn luôn nhá. Đấy, và bây giờ thì mình đang kết nối này, đang cập nhật cấu hình nha các bạn nhá. Đấy, lúc đó các bạn sẽ chờ cho mình. Đấy rồi, ok. Thì như vậy đây nhá. Đấy, như các bạn nghe thấy là nó đang đàm thoại hai chiều nhá. Khi bọn kết nối xong thì nó vẫn báo rõ bạn là kết nối xong rồi nhá. Đây. Đấy. Góc quay rất là rộng luôn nhá. Đây, các bạn có thể ấn kế tiếp này. Khi bạn ấn kế tiếp thì nó hiển thị các chữ đổi mật khẩu đây. Các bạn có thể tạo mật khẩu mới hoặc là bạn không. Nếu như mình mà không muốn đổi mật khẩu thì ấn có thể quay trở lại này. Đấy, và bây giờ thì mình sẽ ấn X này ra nhá. Và các bạn sẽ ấn cho mình vào phần cam đây. Đấy. Đây các bạn nhá. Thì đây sẽ là cái phần chất hình ảnh của cam này. Zoom to, zoom nhỏ tùy thích luôn này. Zoom ảnh không bao giờ bị vỡ nhá. Đấy à. Rất nét luôn. Góc quay thì rất là rộng luôn nhá. Đây là mình đang đặt trên mặt bàn nhá. Các bạn thấy, các bạn cảm nhận được cái góc quay này. À, các bạn có thể là xoay chiều trên điện thoại lên nhá. Ví dụ đây, mình ở đây này. Đó, mình có thể xoay chiều này. Đấy. Xoay chiều cam luôn nhá. Xoay này. Đấy, ok chưa?
nhưng mình xoay sang này, xoay trái xoay phải ở trên điện thoại hết nhá. Đấy, có là hình ảnh thì mình cam kết bạn luôn, nói chung là chả dòng nào mà cao được hơn dòng Elvis 2K cộng của nhà mình cả. Đấy, hình ảnh rất là nét luôn, đàn thoại hai chiều quay đêm có màu, lại còn theo dõi hình người, cảnh báo chuyển động, ghi hình chuyển động đầy đủ các bạn luôn. Đấy, rất là nét luôn. Đấy, ok chưa, xoay lên trên thoải mái luôn. Đấy, ngoại hình thì bạn thấy đây, ngoại hình thì rất là nhỏ, rất là đẹp luôn, ngoại hình rất là ok. Camera thì bắt quạt cực kỳ mượt luôn nha các bạn thấy không, đưa nó quay đấy rất là mượt luôn. Con này thì độ phân giải cao cũng như là về chất lượng thì cực khá ổn định luôn. Con này là dòng mình cảm nhận là cái dòng tốt nhất ở đây, với cái dòng H6C Pro 2K cộng này, cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, ngoài ra các bạn có thể đàn hai chiều nhá. Khi mà các bạn muốn đàn hai chiều thì ấn cho mình ở phần mic đây. Đấy, các bạn chỉ ấn vào thôi nhá, ấn vào đây này. Bắt đầu mình đàn thoại. Alo, alo, 0395 335 345 OK chưa? Đấy, các bạn nghe được không? Đó thì mới đầu mình đang đặt hai thiết bị được gần nhau ấy, nên nó tiếng e một tí. Đấy, nhưng mà khi mà mình cách xa nhá thì không có tiếng e đâu, và đàm thoại thì rất là trong, rất là chuẩn giọng nhá. Và cái phần đàm thoại này các bạn cũng lưu cho mình. Đấy, tại vì rất là nhiều khách hàng nhà mình các hay mua các hàng trôi nổi ấy, thì các bạn ấn phần đàm thoại này các bạn phải dí liền tay vào. Nhưng đối với hàng chính hãng nhà mình ấy, các bạn chỉ cần ấn vào đây nhá, ấn vào là tức sẽ đàm thoại luôn nhá. Đấy, alo. Đấy, còn tắt đi thì ấn lại và nó sẽ tắt đi nhá. Đấy, nó khác nhau rất rất là nhiều điểm luôn. Đấy, ngoài ra nhá, ngoài ra thì phần âm thanh của nó cũng thu lại rất là to nhá. Ví dụ như bạn bật âm thanh này loa nghe này. Alo. Đấy, to chưa các bạn? Đấy, các bạn có thể bật âm thanh lên để nó nghe to hơn, rõ hơn và nét hơn nhá. Đó, thì đó sẽ là cái phần đàn thoại hai chiều cũng như là phần âm thanh của sản phẩm nhá. Hơn nữa nhá, các bạn có thể là chia sẻ được nhiều thiết bị. Ví dụ như là các bạn muốn chia sẻ cho hàng xóm, chia sẻ cho người thân, người nhà, anh em. Đấy, thì các bạn có thể ấn cho mình ở phần chia sẻ đây. Đấy. Đấy, phần mũi tên quanh mặt đấy là phần chia sẻ đấy các bạn nhá. Đấy. Và các bạn có thể là chụp mã QR để đây. Ví dụ như đây, các bạn chia sẻ mã QR đây, các bạn thấy không? Ấn vào đó, nó sẽ hiển thị cho bạn một mã QR nhá. Một mã QR là các bạn có thể là chia sẻ cho chụp ảnh lại hoặc là lưu đây, một chữ lưu ở dưới đây. À, gửi cho người bên kia để có thể là kết nối cùng chung với bạn nhé. Có nghĩa là nếu như các bạn có thể chia sẻ được nhiều thiết bị luôn đấy, nhiều người có thể kết nối cùng luôn. Đó, ok. Thì đó sẽ là cái phần chia sẻ thiết bị. Đấy. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn cài đặt camera ấy, thì có thể ấn vào phần bánh răng cài đặt đây. Đó. Các bạn có thể cài đặt được rất nhiều luôn, cài đặt dò tìm thông minh này, hoặc là cài đặt thông báo này. Đấy, cài đặt hình ảnh, cài đặt đèn led, cũng như là cài đặt bản ghi quyền riêng tư hoặc cài đặt mạng. Các bạn đều có thể là cài đặt ở trên điện thoại luôn nhá. Và nói chung ấy là dòng camera Evit nhà mình thì sử dụng rất là đơn giản thôi. Ngoài ra nhá. Ngoài ra cái chất lượng ảnh sẽ được cam kết cho các bạn là 25. Đấy. Đó rồi, ok. Đó thì trên đây của mình đang là phần giới thiệu sản phẩm cũng như là phần test sản phẩm thực tế tại kho Kim Ngân. Các bạn mà đang có nhu cầu hoặc là đang quan tâm đến một chiếc camera trong nhà và camera ngoài trời thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline 0395 838 345 để mình có thể hỗ trợ và tư vấn chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Nhà mình thì đang có chương trình ưu đãi, đó chính là miễn phí ship cho các bạn khi đăng ký kênh YouTube của mình. Chỉ cần các bạn đăng ký kênh YouTube của mình thì sẽ được miễn phí ship kể xa. Đấy, còn nếu mà các bạn có điều gì thắc mắc ấy, thì có thể bình luận phía dưới, bình luận cho mình. Đấy, hoặc là liên hệ trực tiếp cho mình sẽ giải đáp toàn bộ các thắc mắc của các bạn nhé. Đấy, giờ thì xin chào lại toàn thể các bạn ở những video clip tiếp theo.